À, xin chào anh chị và các bạn. Thì hôm nay là một buổi tối rất là tuyệt vời. Có gì lô tôm cho anh Quyền. Và cái lượng thả thì 60.000, khuyến mãi 100%. Và Thái Đức Mạnh đang nhận chuyển tôm xuống và chuyển tôm, một số thùng tôm. Anh chị khu vực Nguyễn Xuyên thì có thả tôm thì liên hệ của Hải Đảo qua số điện thoại 0932 919 585. Hải Đảo sẽ đến đo nước tận ao và hỗ trợ anh chị cách xử lý. Đây là cách vận chuyển vô tới ao, hỗ trợ anh Quyền. Đây. Trước khi thả tôm thì anh Quyền sử dụng sản phẩm hợp cua và sản phẩm Vitalocanxe để giúp tạc chống sốc cho tôm và cũng như là tạc hơi cua để giữ màu gan tôm đẹp hơn. Anh Quyền này thì ở Hòa Quế, Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng nha anh chị. Thì tôm đã đem xuống ao và mình giữ 30 phút. Xin mời anh chị xem tôm. Tôm từ Ninh Thuận về nhưng tôm rất là đều nha anh chị, rất là lanh. Hải Đảo xin chúc anh chị vụ mùa bội thu, trúng mùa trúng giá. Hải Đảo xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào các video tiếp theo của Hải Đảo nhé. Hải Đảo xin chào ạ.